Đại tướng Mỹ hết lời ca ngợi Quân đội Nhân dân Việt Nam tại PAMS-42. Hội thảo lục quân PAMS-42 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, Đại tướng Mỹ Brown đã dành những lời hết sức tốt đẹp ca ngợi Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 PAMS-42 được tổ chức tại Việt Nam từ 20 đến 23 tháng 8 với sự tham gia của đại biểu quân đội 27 nước. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ đồng tổ chức hội thảo này tại khách sạn Melia ở trung tâm Hà Nội. Đại tướng Mỹ Robert B. Brown, Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ, đang trao đổi với một số sĩ quan trước khi diễn ra lễ bế mạc hội thảo vào sáng 23 tháng 8 vừa qua. Phát biểu mở đầu lễ bế mạc PAMS-42, Đại tướng Brown dành nhiều mỹ từ để ca ngợi công tác tổ chức của quân đội Việt Nam. Ông đánh giá đây là kỳ hội thảo tốt nhất cho tới nay. Đại tướng Mỹ Brown chủ động vỗ tay và kêu gọi các cửa tọa cùng vỗ tay, hưởng ứng sự thành công của PAMS-42 và công tác tổ chức của nước chủ nhà. Hình ảnh một phiên dịch viên cabin của quân đội một nước châu Á có đại biểu dự hội thảo này, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện như thế. Phần phát biểu của Thượng tướng Phạm Hồng Phương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng bày tỏ sự cảm ơn trước những lời khen ngợi của Đại tướng Mỹ Brown. Thượng tướng Phạm Hồng Phương cho biết, PAMS-42 nhấn mạnh vai trò của lục quân trong việc ứng phó với tình huống khẩn cấp khi thảm họa xảy ra và các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về điều hành hoạt động cứu trợ nhân đạo. Hình ảnh hai người dẫn chương trình của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên sân khấu sự kiện. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Hồng Hương trao chứng chỉ tham gia hội thảo cho đại biểu của lực lượng lục quân một nước tham dự PAMS-42. Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao cờ hội thảo PAMS cho Đại tướng Mỹ Robert Brown. Đại tướng Brown trao lại cờ cho đại diện của quân đội Thái Lan, nước sẽ đăng cai sự kiện PAMS-43 kế tiếp. Dàn quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ bế mạc PAMS-42. Các đại biểu đứng nghiêm trong phần cờ quốc thiều Việt Nam vào cuối lễ bế mạc. Hội thảo PAMS-42 còn là nơi để quân nhân các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, châu Á-Thái Bình Dương giao lưu kết nối, thiết lập các mối quan hệ cá nhân cả trong công việc và cuộc sống. Trung tá James Lax, người phụ trách ban thư ký PAMS-42 của đồng chủ trì Mỹ, chia sẻ với phóng viên VOV.vn rằng ông đánh giá cao tính chuyên nghiệp của các đồng nghiệp Việt Nam. Ông hy vọng sẽ có dịp trở lại Việt Nam với tư cách khách du lịch cùng với gia đình của mình. Thiếu tá John Howlett thuộc lục quân Australia thì cho biết, đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam và ông đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời, đặc biệt là với chuyến thăm Vịnh Hạ Long trong khuôn khổ chương trình hội thảo. Hai phóng viên của lục quân Mỹ tham gia chụp ảnh và viết tin về PAMS-42. Nữ phóng viên thường trú tại Việt Nam của đài truyền hình Phượng Hoàng có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc tham gia đưa tin về sự kiện này. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.